các sư phụ Covid và cầu bộ bóng đá Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam đang di chuyển về khu giữa sân để hoàn tất thủ tục vào sân ở trong ngày nay. Chúc cho cầu bộ bóng đá Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam và Liên Minh Covid có một trận đấu thành công tại vòng 5 giải đá hạng nhất thủ năm 2017. Như vậy là dưới sự thăm của tổ trọng tài thì ở trong hiệp một trận đấu này, các cầu thủ của đội bóng Lokomotiv sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay trái thủ nhìn của chúng tôi. Trong đó thì ở hiệp một của trận đấu, câu lạc bộ bóng đá Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam sẽ là những người giành quyền chuyển bóng trước. Anh đây và này, trận đấu này đã bị hoãn lại và sau 12 phút 32 giây diễn ra, tỷ số vẫn đang là không đều. Tuy nhiên thì kết quả đó hoàn toàn. Và như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam và cầu thủ của đội bóng Lokomotiv đã được bắt đầu. Thành phần thi đấu của đội bóng Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam ngày hôm nay gồm có thủ môn băng áo số 1 Đức Hưởng, các cầu thủ số 89 Đức Lợi, số 21 Văn Thành, số 85 đó chính là Hữu Vương, số 15 Thanh Dương, số 80 Đức Thiện và số 82 là cầu thủ Xuân Đương. Huấn luyện trưởng của câu lạc bộ bóng đá Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam là ông Anh Tuấn. Trong đó thì câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv ngày hôm nay vào sân vị trí các đền thuộc về Xuân Hoàng. Các cầu thủ số 10 Tuấn Anh, số 6 Đức Việt, số 16 Hoàng Nam, số 24 Trí Thanh, số 8 Đức Anh và cầu thủ mang áo số 14 đó chính là Quang Linh. Đây là trận đấu mà bên phía câu lạc bộ bóng đá Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam, người đại bằng đội trưởng của bóng này đó chính là trung vệ Đức Thiện, người được danh là Thiện Sắt. Trong khi đó thì bên trường lại trung vệ Đức Thiện chính là người đại bằng thủ môn của câu lạc bộ bóng đá FC Lokomotiv. Sau 4 trận đấu đã qua, các cầu thủ của đội bóng Lokomotiv lúc này đang tạm đứng ở vị trí thứ tư. Vâng, chính xác là đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 5, đúng hơn. Sau 4 trận đấu, Lokomotiv có 3 trận thắng và để thua 1 trận. Họ đã có được 9 điểm, ghi được 9 bàn thắng và để thủng lưới 7 bàn với hiệu số bàn thắng bại là dương 2. Trong đó thì trước khi bước vào là trận đấu của vòng 5, câu lạc bộ bóng đá Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam ở thời điểm hiện tại còn đang tạm đứng vị trí thứ 11. Sau 4 trận đấu, đội bóng này có được 4 điểm, cụ thể là họ có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, ghi được 8 bàn thắng để thủng lưới 9 bàn với hiệu số bàn thắng bại là 1. Vòng đấu thứ 5 là một trong những vòng đấu đầy vất vả đối với các đội bóng đứng ở top đầu, khi mà đã có những đội bóng nằm trong top 3 để thua. Dự định trong số đó phải đến đó chính là câu lạc bộ bóng đá FC Sơn cũng như cầu thủ của đội bóng Khang Phú Những Người Ăn. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy cuộc đối đầu của câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv và cầu thủ của đội bóng Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam. Đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 5 và đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 11. Và không vì thế mà đội bóng Lokomotiv có thể thi đấu chủ quan, bởi ở vòng đấu này thì cũng đã có rất nhiều đội bóng đứng ở bước đầu để thua. Xuân Đường, Văn Thành. Trên sân cũng đã có rất đông các cổ động viên có mặt để dự khán ngày thi đấu cuối cùng của vòng đấu thứ 5. Trận đấu cuối cùng khép lại vòng 5 và là trận đấu thứ 2 trong buổi chiều ngày nay sẽ là cuộc đối đầu của nhà vô địch Tiến và câu lạc bộ bóng đá FC Sinet. Đội bóng đang thể hiện được lối chơi rất tốt tại sân chơi của bóng đá 10 người. Vẫn là đội bóng được vững tin, không được phản công cho Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam không thành công. Nhịp độ tấn công cũng như pha lên bóng của đội bóng Duyên Hiệp Trẻ Thành Nam trong khoảng thời gian đầu tiên gần như vẫn đang diễn ra khá dễ dàng. Chắc chắn là sau đấu thứ 5 vào buổi tối ngày hôm nay, các vận động viên của ekip bản thân bóng đá Nam Định khi tổng hợp bảng xếp hạng, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều sự xáo trộn.
ngoại trừ câu lạc bộ bóng đá Sông Hào and Fly vẫn bài thi ở vị trí đầu bảng xếp hạng với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, thì chắc chắn là sẽ có những sự xáo trộn sau vòng đấu thứ 4. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của giải thì đang tạm đứng ở vị trí thứ 2, đó chính là Khang Cú, đứng thứ 3 là FC Dần. Tuy nhiên chắc chắn có điều là cả Khang Cú và Dần đều sẽ tuôn hàng trên bảng tổng sắp sau vòng 5 khi mà họ đã trắng tay tại vòng đấu này. Nếu như các cầu thủ của đội bóng Dần đã để cho Manchester United Fan Club tại Nam Định giành chiến thắng, thì các cầu thủ của đội bóng Khang Cú như là đã để cho câu lạc bộ bóng đá Nam Phong có cuộc đua cờ dòng toàn cục được đánh giá là cuộc đua cờ dòng tốt nhất từ đầu giải đến giờ, sau khi đội bóng này để cho đối thủ dẫn trước tỷ số 2-0 và họ thắng được với chiến thắng chung cuộc là 3-2. Cho doanh nghiệp trẻ Thành Nam. Đầu tiên, Xuân Đường, mở cột. Cơ hội vẫn là cầu thủ của đội bóng áo đỏ. Khả năng chống đỡ cho những pha phơi tấn công của đội bóng Real Madrid trong nhà tay là rất hay. Đức Anh vẫn đang thường xuyên có những cú tiểu bóng để giúp cho đồng đội của mình, đó chính là Quang Minh có những động thái kỹ thuật cao. Đây là trận đấu mà hai cầu thủ trái cánh của câu lạc bộ bóng đá FC Real Madrid, đó chính là cầu thủ Chí Thanh, đồng đội của anh là Hoàng Nam. Trận đấu này là trận đấu mà Việt Long đã không có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng Real Madrid. Mời gọi Xuân Đường, cơ hội. Cao nhất trong đội hình thi đấu của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam mở trận đấu ngày hôm nay, đó chính là Thanh Dương, Văn Hạnh, Xuân Đường, Bối Cọ. Yếu tố bất ngờ có lẽ đó chính là điều mà chúng ta đang chờ đợi đối với cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam, đặc biệt là trong thế trận như thời điểm hiện tại. Đây là trận đấu mà hai cầu thủ trái cánh của doanh nghiệp trẻ Thành Nam, đó chính là Xuân Đường và đồng đội của mình, vẫn đang tích cực di chuyển với những pha xử bóng bám biên. Tại Nam Định thì Xuân Đường được các cổ động viên và đồng đội yêu mến đặt cho biệt danh là Đường Pháo. Đây là trận đấu mà Đường Pháo đang thi đấu bên làng cánh trái hướng tấn công của bóng này. Văn Hạnh đang thi đấu rất hay. Kinh nghiệm thi đấu của có lẽ đó là một trong điều mà người ta đang chờ đợi về phong độ của anh nơi tuyến đầu của câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp trẻ Thành Nam. Vòng đấu thứ năm khép lại sẽ đánh dấu cột mốc 1/3 chặng đường của dòng đá hàng nhất phủi Nam League 2018-2017 kết thúc. Và bước vào vòng đấu thứ 6, chúng ta sẽ gặp ngay những trận đấu định. Chúng tôi xử lý các bạn vòng đấu thứ 6 của giải là một trận vòng đấu có rất nhiều trận đấu đỉnh cao. Trong đó có cuộc đối đầu rất đáng xem giữa câu lạc bộ bóng đá FC Dần và cầu thủ của đội bóng Sông Hào and Fly. Quả đá phạt cho cầu thủ của đội bóng Lokomotiv. Cách đây 2 ngày thì như quý vị các bạn đã biết, tại sân đấu quốc gia Mỹ Đình ở trận đấu lượt về trong khuôn khổ của vòng loại Asian Cup năm 2019, đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Mai Đức Chung đã có chiến thắng có thể nói là rất đáng kể trước đội tuyển Campuchia. Và đó cũng chính là trận đấu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam ở thời điểm hiện tại, khi mà sau trận đấu đó thì ông Park Hang Seo, huấn luyện viên người Hàn Quốc, sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rất bình tĩnh, rất nguy hiểm.
rồi là pha băng linh của Đức Thiện, cơ hội không được, là sức căng của Quang Linh. Đây là trận đấu mà Quang Linh đang đá cao nhất trong đội hình tấn công của câu lạc bộ bóng đá Sinh Viên Trẻ Thành Nam. Như chúng ta nói thì trong những phút đã qua, trung sứ của câu lạc bộ bóng đá Tô Cung Tít cũng như cầu thủ đội bóng Sinh Viên Trẻ Thành Nam vẫn đang thể hiện được sức mạnh. Những tình huống tấn công với đội hình đánh trực diện có lẽ là bài vở mà họ đã định sẵn trong kéo này. Không thành công. Xuân Dương. Đây là trận đấu mà Đường Pháo đang thi đấu rất tốt. Vẫn là Đường Pháo. Vẫn còn. Không được. Trận đấu này là trận đấu mà Đức Hưởng chính là người đáp đề của câu lạc bộ bóng đá Sinh Viên Trẻ Thành Nam. Tại sân chơi của sóng đá hạng nhất phủi Nam Định năm 2017, câu lạc bộ bóng đá Sinh Viên Trẻ Thành Nam đăng ký 2-1. Ngoài Đức Hưởng thì đó chính là Đức Hưởng, cầu thủ có biệt danh là Lương Thụ. Vẫn còn các cầu thủ của đội bóng Sinh Viên Trẻ Thành Nam vẫn đang thi đấu đầy tự tin, một lối chơi đầy cố gắng. Trong bối cảnh mà tham vọng của cả hai đội bóng vẫn đang được để lại ở trong những phút vừa rồi, rõ ràng nếu như đội bóng nào có được bàn thắng để mở tỷ số, đội bóng đó sẽ có lợi thế không nhỏ. Và như vậy là các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv và cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Doanh nghiệp Trẻ Thành Nam sẽ cần phải giữ được bình tĩnh ở trên sân. Vâng, như vậy là chúng tôi siêu cầu bán luyện của câu lạc bộ bóng đá FC Lokomotiv, chúng ta sẽ về đúng vị trí. Đây sẽ là một tình huống nằm trong điều lệ của ban tổ chức giải. Các trận đấu đều có giám sát. Và như vậy là trong tình huống vừa rồi thì ông trọng tài Nguyễn Xuân Minh đã rút thẻ. Từ Thiện là cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ. Vâng, như vậy là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Doanh nghiệp Trẻ Thành Nam, đúng là trong phòng vừa rồi thì họ đã phải nhận thẻ đỏ của trọng tài. Đức Thiện phải nhận thẻ đỏ và cầu thủ đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá FC Bình Định đó chính là Đức Thiện, là cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng. Một chiếc thẻ vàng và một chiếc thẻ đỏ đã được tổ trọng tài rút ra. Như chúng tôi đã đề cập qua ngay từ đầu giải thì những tình huống nhạy cảm ở trên sân, ngoài việc xử lý của tổ trọng tài thì còn có giám sát trận đấu và giám sát trọng tài, và sau đó thì giám sát trận đấu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó mà ban tổ chức đã cho tạm dừng trận đấu để cho giám sát trận đấu đưa ra những quyết định hội ý đối với tổ trọng tài, và sau đó những quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Tiên nó không như này bây giờ. Hôm nay chưa ai mẹ tắt hết rồi. Đó là cầu thủ đội bóng Đức Thiện. Đây là trận đấu mà bên phía đội bóng Doanh nghiệp Trẻ Thành Nam họ không có sự phục vụ của cầu thủ Hưng Quân, người đã nhận hai thẻ vàng ở trong 4 vòng đấu đã qua. Và ngày nay thì Đức Thiện tiếp tục đã phải nhận thẻ đỏ. Đội quân sẽ trở lại ở vòng đấu thứ 6, và đó cũng chính là vòng đấu mà các cầu thủ của đội bóng Doanh nghiệp Trẻ Thành Nam sẽ không có sự phục vụ của Đức Thiện. Em gọi cho anh đâu.
lượt này thì đội số 7 đã rút ra một chiếc thẻ đỏ và hai chiếc thẻ vàng, và cầu thủ vừa phải nhận thêm một chiếc thẻ vàng bên phía câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv, đó chính là cầu thủ mang áo số 8 Đức Anh. Hai tình huống tấn công mà hai đội bóng đang tạo ra ở trong khoảng thời gian vừa qua, có lẽ đó chính là điều mà không chỉ cầu thủ của đội bóng Lokomotiv, ngay cả các cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam cũng sẽ cần phải thi đấu một cách cố gắng. Tỷ số vẫn đang là không đều và mọi tham vọng của cả hai đội vẫn đang ở phía trước. Văn Hạnh, vẫn là Văn Hạnh. Không quá khó khăn cho các tình huống tấn công. Tuy nhiên bây giờ không chỉ câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp trẻ Thành Nam mà ngay cả đội bóng Lokomotiv cũng sẽ cần phải lựa chọn tốt những tình huống thi đấu hợp lý. Đây là một trận đấu mà Lokomotiv đang nắm giữ rất nhiều cơ thế. Đội bóng này vẫn đang đảm bảo được những pha phối hợp tấn công, và khi hơn người thì rõ ràng đó chính là một trong những lợi thế không thể tốt hơn dành cho các cầu thủ của đội bóng này. Dứt điểm không vào, cú đá của Hoàng Nam. Vậy như vậy là chúng tôi sẽ yêu cầu các cổ động viên đang đứng phía bên tay phải và luận chúng tôi xin mời tất cả các cầu thủ dự bị của đội tuyển Việt về đúng khu vực kỹ thuật, không đứng một ngang ở sân như vậy. Vâng, các cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam vậy chỉ có một mình huấn luyện viên Anh Tuấn đứng chỉ đạo trên sân thôi. Dứt điểm. Thêm một cú đá nữa đến từ vị trí của tiền đạo Quang Linh. Lợi thế trong ngày hôm nay vẫn đang được cầu thủ đội bóng Lokomotiv duy trì kể từ khi đội bóng này nắm giữ lợi thế hơn người. Tất cả những pha phối hợp tấn công của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam cũng như cầu thủ đội bóng Lokomotiv vẫn chưa đến đáp, và đó chính là điều lý giải cho những khó khăn vẫn đang ở phía trước đến với cầu thủ của Hà Nội. Cơ hội không được, đây là pha dứt điểm của Văn Hạnh. Đây là trận đấu mà chúng tôi đã đề cập ngay từ đầu. Văn Hạnh đang phát huy được vai trò và giá trị của anh trong áo của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam. Một đội chơi tròn vai và bên đó là những pha xử lý nói là đầy cố gắng, rất bình tĩnh. Cần phải có độ chuẩn xác trong những tình huống có nghĩa quyết định để cho các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá SC Lokomotiv có thể thực hiện được bàn thắng. Đây là trận đấu mà lợi thế đang đến rất nhiều đối với cầu thủ của đội bóng Lokomotiv ở trong ngày hôm nay. Cho doanh nghiệp trẻ Thành Nam, mà việc họ sẽ cần phải thể hiện lối chơi với phương án phòng ngự phản công. Nhịp độ tấn công của đội bóng này dường như là tất cả những điều quan trọng, thì họ vẫn sẽ cần phải thể hiện được sự bình tĩnh ở bên phần sân của họ. Sức ép vẫn đang được tạo ra liên tục dành cho các cầu thủ của bóng Lokomotiv. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp trẻ Thành Nam cũng đã ít nhiều tìm kiếm được những cơ hội. Vẫn còn hơi sâu, đây là đường chuyền của Quang Linh. Đây là
đủ để cho chúng ta thấy được sức ép đến với cầu thủ đội bóng Mục Tích khá bất ngờ. Một chút nữa thôi thì đã có bất ngờ đến với cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp xe Thanh Long. Và thành con của Thanh Dương. Đây có lẽ sẽ là một trận đấu khó khăn đối với cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp xe Thanh Long. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã thấy được sự quyết tâm của đội bóng này. Chính xác là họ đang thi đấu với trên 200% sự quyết tâm. Chính sự quyết tâm của đội bóng doanh nghiệp xe Thanh Long ít nhiều đã giúp cho họ thực hiện được rất nhiều những pha phối hợp tấn công hợp lý bên phần sân của đội bóng Cơ Bông Tít. Tuy nhiên thì đúng là hàng thủ của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam đang thi đấu với dần rất hiệu quả. Chị Thành và Hoàng Nam bây giờ cũng đã dâng lên khá cao khi đang nắm giữ lợi thế, đúng là cầu thủ của họ sẽ cần phải chắc chịu những cơ hội sẽ giúp cho logo tiếp có thể tìm ra được giải pháp trong không gian mạng. Đồng thời thể hiện được bàn thắng ở trong cái điểm hiện tại, đó chính là điều mà các cầu thủ đội bóng này sẽ cần phải duy trì một cách tối đa. Các đợt tấn công của hai đội bóng vẫn đang được tạo ra. Câu lạc bộ bóng đá Lưu Cung Ít vẫn đang thi đấu hay mỗi khi đội bóng này có bóng ở khu giữa sân. Dứt điểm phản công cho doanh nghiệp trẻ Thanh Long không được. Sự linh hoạt của cầu thủ Đức Lợi đúng là đang giúp cho cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thanh Long phần phối bóng khá tốt. Đây là trận đấu mà theo chúng tôi quan sát, cầu thủ đội bóng doanh nghiệp trẻ Thanh Long cũng đang vắng mặt rất nhiều những cầu thủ quan trọng. Một trong số đó phải kể đến đó chính là trung vệ Văn Thiều. Khoảng trống thôi, không vào. Đây là một quả đá này của cầu thủ Đức Vương. Nhiệt độ tấn công của đội bóng Lokomotiv cũng như câu lạc bộ đá doanh nghiệp trẻ Thanh Long ở trong thời điểm vừa qua. Hơn bao giờ hết, đó sẽ là cơ sở để cho người ta có thể đánh giá về những diễn biến và những pha tấn công của họ. Điều quan trọng nhất vẫn chưa tới, vẫn không vào. Thủ môn Đức Lượng đang có một trận đấu xuất thần. Tiếp tục quả đá phạt góc cho Lokomotiv. Trận bóng thủ đô đánh đầu không được. Rất nguy hiểm, vẫn không vào. Phản công cho doanh nghiệp trẻ Thành Nam. Rất hay, xuất đường đồng đội đang di chuyển cho đội pháp. Quá tiếc cho đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam. Cơ hội dành cho doanh nghiệp trẻ Thành Nam như vừa rồi là không nhiều. Một lần nữa thì đã có những còi của đội trọng tài và thêm một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Người phải nhận thẻ vàng của trọng tài trong phòng vừa rồi đó chính là thủ thành Đức Cường.
sân bay đã cho bạn tư hưởng cả bóng bằng tay ngoài góc cấm, và chiếc thẻ vàng dành cho anh là hoàn toàn chính xác. Chỉ có như vậy mới giúp cho doanh nghiệp trẻ Thành Nam có thể cải thiện được những gì mà đội bóng này đã để lại. Tuấn Anh vẫn còn Hoàng Nam, lại là Tuấn Anh, cơ hội sự đội bóng vẫn đang đợi phía trước đối với cầu thủ của đội bóng FC Lokomotiv khi mà đội bóng này chưa thể giải mã được khâu ghi bàn. Với thế trận đang diễn ra nhờ thời điểm hiện tại, thì nếu như cầu thủ của đội bóng Lokomotiv có được bàn thắng, mọi vấn đề sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Khi đó thì đội bóng này sẽ có được những miếng tấn công hợp lý và sự bình tĩnh sẽ quyết định tất cả. Vẫn còn vẫn là cầu thủ đội bóng Lokomotiv xuất xa và dứt điểm bằng bàn trong chân trái của Tuấn Anh. Khả năng kết dính của đội bóng Lokomotiv là điều mà chúng ta không cần phải nhận định nhiều. Rất nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ của đội bóng Hoa Đỏ. Bây giờ thì cầu thủ của đội bóng Lokomotiv sẽ có sự đổi người. Hoàng Linh sẽ là người rời sân và vào thay anh, đó chính là cầu thủ Nguyễn Ngọc. Trước khi rời sân thì Hoàng Linh cũng đã có được rất nhiều những diễn biến, những tình huống mà cầu thủ này đã uy hiếp khung thành của thủ môn đối phương. Bây giờ một cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv đang bị động. Chúng ta đang theo dõi hiệp một trận đấu trong khuôn khổ của vòng năm bóng đá hạng nhất phủi Nam Định League 2020. Cuộc đối đầu của doanh nghiệp trẻ Thành Nam và cầu thủ của đội bóng Lokomotiv, tỷ số vẫn đang là 0-0. Cho đến hiện tại đã có 1 chiếc thẻ đỏ và 3 chiếc thẻ vàng được tổ trọng tài xuất sắc. Sau 5 vòng đấu đầu tiên của giải, có lẽ là chúng ta cũng sẽ kết thúc chặng đường khởi động dành cho 16 đội bóng. Và giai đoạn tăng tốc sẽ đến kể từ vòng đấu thứ 6. Ngoài việc các đội bóng mở tốt đầu, sẽ có những cuộc bứt phá để khẳng định được sức mạnh và vị thế của họ, thì những đội bóng ở top cuối có lẽ là cuộc đua trung hạng cũng đã thực sự bắt đầu. Với câu lạc bộ bóng đá May Mắc Bom, cùng với đó là các cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp Sơn Sang Nhung, những đội bóng phải nói là chật vật khó khăn, thì cuộc đua trung hạng của họ đã thực sự được bắt đầu sau khi vòng đấu thứ 5 kết thúc. Xuân Đường vẫn là Xuân Đường không được. Thời gian của hiệp đấu đầu tiên vẫn đang thấm thoát trôi đi, và bây giờ thì hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số hòa không đều. Lokomotiv đã có được lợi thế từ rất sớm khi mà đội bóng này đã thi đấu hơn người, nhưng điều đó vẫn chưa được các cầu thủ của đội bóng đỏ cụ thể hóa bằng việc có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước.
Hoàng Nhân Sơn và Thiếu Phong Ngự phản công. Đây cũng chính là điều hợp lý. Theo tôi nhận định, đây có thể sẽ là trận đấu mà các cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thanh Nam áp dụng đấu pháp phù hợp kể từ khi họ bị thương vào cầu thủ trước kia. Sẽ phải có những pha phối hợp tấn công chuẩn xác mới có thể giúp cho cầu thủ của đội bóng Lưu Cùng một ít có được bàn thắng. Đối thủ đang thi đấu với 200% sức tâm và đây chính là sao cả thách thức cầu thủ của đội bóng Lưu Cùng một ít trong việc khai thác con đường dẫn đến khung thành của thủ môn đối phương. Đây là trận đấu mà thủ môn xuất hoàng của đội bóng Lưu Cùng một ít so với người đồng nghiệp của mình ở bên kia chiến tuyến, anh đang thi đấu có phần nhàn nhã. Một trong lý do để lý giải vấn đề này đó chính là việc sức ép sai phần sân của Lưu Cùng một ít là không cao. Như vậy là những môn của trận đấu đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Một chiếc thẻ đỏ và ba chiếc thẻ vàng cùng với vô số những cơ hội bị bỏ lỡ đối với cầu thủ của đội bóng Lưu Cùng một ít, có lẽ đó là điểm nhấn của hiệp đấu đầu tiên. Xin các bạn cùng chúng tôi tạm nghỉ phút trước khi chúng ta sẽ trở lại để cùng nhau nhận định và đánh giá cho hiệp hai của trận đấu này sau khoảng thời gian nghỉ giải lao. Trở lại vị trí cho Thái Anh và như vậy là hiệp hai của trận đấu này đã được bắt đầu. Ở trong hiệp đấu thứ hai thì theo chúng tôi quan sát, sân trường đá được hoàn luyện của câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp trẻ Thành Nam kéo về chơi thấp nhất trong sơ đồ tấn công của đội bóng này. Và Chim Anh cũng sẽ là người đeo bằng đội trưởng Hoàng Nam. Lối chơi cùng thực tế của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thành Nam đang được phát huy. Vừa rồi là pha cắt bóng kịp thời của Xuân Dương rất nguy hiểm. Đây sẽ là một trận đấu chúng ta có cơ hội kiểm chứng về lối đá tấn công của câu lạc bộ bóng đá FC Lưu Cùng một ít. Hơn người và có đội hình thi đấu tốt, liệu rằng Tuấn Anh và cộng đồng của mình có tạo ra đúng khoảng ở trong hiệp hai hay không. Trong đó thì ở thời điểm hiện tại, đường pháo cùng với cầu thủ của anh vẫn đang thể hiện được sự chắc chắn. Vẫn là cầu thủ của đội bóng máu đỏ bên đầu, vẫn còn Văn Hạnh, vẫn là Văn Hạnh. Trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Lưu Cùng một ít và cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thanh Nam là trận đấu đang được ekip của bản tin bóng đá Nam Định sản xuất ở trên sân và sẽ có bản full HD và bản highlight được phát trực tuyến trên hệ thống YouTube và fanpage bản tin bóng đá Nam Định vào buổi tối ngày hôm nay. Như các bạn đã biết thì ở thời điểm hiện tại, ngoài đài phát thanh truyền Nam Định thì ekip của bản tin bóng đá Nam Định cũng chính là đơn vị có thể tổ chức sản xuất và truyền hình trực tiếp một sự kiện thể thao văn hóa trên địa bàn của tỉnh Nam Định. Bên lòng Tuấn Anh khớp vào cú đá rất căng của Tuấn Anh và vừa rồi trận bóng đá dội sang ngang khung thành của thủ môn Đức Hưởng. Cần phải có những pha xử lý quyết tâm hơn. Sau khi vào sân thì theo chúng tôi quan sát, Thái Anh vừa rồi đã có một pha bóng làm cho khung thành của thủ đối phương phải trao đảo. Trận đấu cuối cùng của vòng đấu thứ 5 sẽ là cuộc đối đầu của câu lạc bộ bóng đá FC Sydney và cầu thủ của đội bóng Nhà Thuê Yến. Đội bóng có rất nhiều cầu thủ đến từ huyện Ý Yên sẽ đối mặt với đội bóng đến từ Vũ Bản. Phản công cho doanh nghiệp trẻ Thành Nam, Văn Hạnh, Cán Nam không được. Thi đấu với đội hình thấp ở bên phần sân nhà, rõ ràng là chúng ta có thể thấy sự mong manh
trong mỗi khi cầu thủ của đội bóng doanh nghiệp trẻ Thanh Hà thực hiện những pha phối hợp phản công, và cần phải có lực lượng tốt ở phía trên để cho họ có thể đạt được dồn. Sau khi vòng đấu thứ 6 của dòng đá hạng nhất phủi Nam Thạch Bích năm 2017 khép lại, bước vào vòng đấu thứ 7, đó cũng chính là vòng đấu mà ban tổ chức sẽ mở cửa để cho các đội bóng có thể tăng cường thêm cầu thủ. Tuy nhiên thì những đội bóng nào đã đăng ký đủ 20 cầu thủ sẽ không thể tiếp tục đăng ký nữa, và đội bóng nào chưa đăng ký đủ 20 cầu thủ có thể tiếp tục bổ sung để thi đấu từ vòng đấu thứ 7 trở đi. Một trong những thông tin mà chúng tôi đã nhận được thì cho đến hiện nay, câu lạc bộ bóng đá Sao Băng Hòa Bình Group cũng đang xúc tiến và tiếp tục ký thêm những bản hợp đồng mới đối với các cầu thủ có hộ khẩu thường trú tại thủ đô Hà Nội để thi đấu tại giai đoạn 2 của dòng đá hạng nhất phủi. Cho đến hiện nay thì trong bản đăng ký ngay từ đầu, câu lạc bộ bóng đá Sao Băng Hòa Bình Group mới đăng ký 17 người. Và theo thông tin được phát đi từ ban lãnh đạo của đội bóng, ba cầu thủ được bổ sung từ vòng đấu thứ 7 vẫn là những ngoại hình. Như vậy là đội bóng Sao Băng Hòa Bình Group đang quyết tâm để có thể thực hiện tham vọng của họ tăng cường thêm ba cầu thủ nữa. Điều đó đồng nghĩa việc đội bóng Sao Băng Hòa Bình Group sẽ có 9 ngoại hình tất cả thi đấu tại sân chơi của dòng đá hạng nhất phủi. Không được. Lợi thế cũng như tình huống tấn công mà Hà Nội đang thể hiện ở trong khoảng thời gian vừa qua có lẽ vẫn chưa đủ để cho cầu thủ của đội bóng Đô Bông Tít có thể tìm kiếm được bàn thắng. Tại sân chơi của bóng đá chuyên nghiệp chúng ta cũng thấy rất nhiều đội bóng chật vật khi có được lợi thế hơn người. Bây giờ thì có lẽ mục đích lớn nhất của câu lạc bộ bóng đá doanh nghiệp trẻ Thạch Nam tại vòng đấu thứ 5 đó là việc đội bóng này sẽ cố gắng nếu thể tìm kiếm được một điểm trước các cầu thủ của đội bóng Đô Bông Tít, một trong những chỉ tiêu theo chúng tôi đánh giá là hợp lý. Tuy nhiên thì đó chính là một trong điều rất khó khăn đối với cầu thủ của đội bóng Hoàng Trần. Rất nhanh, vẫn còn Tô Thiện, Hoàng Nam, Vĩnh Long, Hoàng Trần sút xa. Thêm một quả đá xa đến từ Vĩnh Long. Sau khi dòng đá hạng nhất phủi Nam Định League năm 2017 khép lại, theo dự kiến sẽ còn có một giải đấu nữa diễn ra tại phần sân này, và đó sẽ là giải đấu do Thanh đoàn Nam Định tổ chức. Mới đây thì đồng chí Bí thư Thanh đoàn Nam Định cũng đã có buổi trao đổi với tôi, và qua đó thì Thanh đoàn Nam Định sẽ tổ chức giải đấu dành cho các khối cơ quan ban ngành đoàn thể, kèm theo đó sẽ là những trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nam Định. Giải đấu này nếu như diễn ra tại sân Đông Quảng Trường Vinh và diễn ra tại phần sân này thì sẽ phải chờ dòng đá hạng nhất phủi khép lại, và đó sẽ là giải đấu kéo dài khoảng hơn một tháng. Để một quả phát bóng lên cho cầu thủ của đội bóng áo đỏ, Tô Thiện vẫn còn không được. Với việc dòng đá siêu phủi và dòng đá hạng nhất phủi được hợp nhất trong năm 2017 thì từ mùa giải năm 2018 sẽ có rất nhiều giải đấu lớn, và chắc chắn là nếu như điều kiện thời tiết thuận lợi, chúng ta sẽ được dự khán giải đấu quanh năm. Cho đến hiện nay thì theo dự kiến, giải đấu đầu tiên sẽ diễn ra ở mùa giải 2018, đó chính là dòng đá MTV Cup lần thứ 3. Sau đó thì siêu phủi sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5, và sau siêu phủi sẽ là dòng đá hạng nhất phủi, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Chúng tôi cũng đã
lên lịch sẵn cho cột mốc của những ngày khai mạc những giải đấu lớn của bóng đá Phong Sao Nam Định trong năm 2018. Bên trong, bọn nào bên trong, bọn con. Đẳng cấp của câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv vẫn chưa lên tiếng khi mà đội này chưa thể có được bàn thắng. Này là Vĩnh Long, dứt điểm không vào. Cú đá căng như kẻ chỉ của Vĩnh Long. Khi mà câu lạc bộ bóng đá Sinh Nghiệp Trẻ Thành Nam đang quyết tâm để thực hiện lối chơi phòng ngự bên phần sân nhà thì dường như không khó để cho đội bóng Lokomotiv có thể tạo ra những cơ hội. Vấn đề còn lại là đội bóng này sẽ tìm kiếm và thực hiện những cơ hội như thế nào mà thôi. Lại là đội bóng áo trắng rất bình tĩnh phạt công cho Lokomotiv không thành công. Vẫn là quả đá này dành cho Thái Anh. Quả phong lên cho các cầu thủ của đội bóng Doanh Nghiệp Trẻ Thành Nam. Vẫn còn phải có những pha xử lý có thể nói là hơi kỳ. Bây giờ thì chúng ta đã thấy sự quyết đoán, sự dẻo dai và độ chuẩn xác của câu lạc bộ đá Lokomotiv. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa thực sự hợp lý để giúp cho đội bóng này có thể tìm kiếm được bàn thắng. Để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp, chúng tôi cũng xin yêu cầu huấn luyện viên trưởng của đội bóng nhà Cơ Anh Tiến và câu lạc bộ bóng đá Sinè có thể về nhận bản đăng ký thi đấu và nhận nước uống từ ban tổ chức. Trận đấu giữa nhà Cơ Anh Tiến và Sinè cũng chính là trận đấu khép lại 1/3 chặng đường của dòng đá hạng nhất của Nam Định. Có lẽ là 1/3 chặng đường vừa rồi là khoảng thời gian đáng nhớ đối với người hâm mộ bóng đá Thanh Nam. Điều kiện thời tiết là một trong những cái mà chúng ta cần phải đề cập trong năm vòng đấu đầu tiên của giải. Đứng đầu điều kiện rất thú vị. Hoàng Nam không được. Động thái cay bóng của Thanh Dương. Bây giờ thì Thanh Dương cũng đá lùi rất sâu để hỗ trợ cho công đội của anh, đặc biệt là vị trí của trung vệ Xuân Đường, người có biệt danh là Đường Pháo. Hơn bao giờ hết thì cầu thủ của đội bóng Lokomotiv cũng như cầu thủ của Doanh Nghiệp Trẻ Thành Nam vẫn sẽ cần phải thi đấu một cách chủ động. Với lòng Đức Việt. Đó là Đức Việt. Hoàng Nam xuất xa. Hoàng Nam vẫn đang cho thấy những pha dân viên có thể nói là xuất hành trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi theo dõi như ở trên sông này, đây đang là hiện tại cuộc đối đầu của Lokomotiv và Doanh Nghiệp Trẻ Thành Nam. Trận đấu trong khuôn khổ của vòng đấu thứ 5 dòng đá hạng nhất của Nam Định năm 2017. Tỷ số đang là 0-0 và cần phải có những bàn thắng mới giúp cho thế trận trở nên khác biệt hơn. Và cầu thủ đội bóng Doanh Nghiệp Trẻ Thành Nam có sự chuẩn bị một lượt rời sân vào thành, đó là Ngọc Tú. Được anh vẫn còn không vào với mặt trời, vẫn không vào. Đó là pha xử lý của Tuấn Anh. Tuấn Anh vừa rồi đã có một tình huống đối mặt. Thank you.
này vẫn đang mang dáng dấp của thủ bóng đá hiện đại, tuy nhiên thì họ lại chưa thể có được bàn thắng. Thật đáng tiếc khi mà cách đây ít phút thì Tuấn Anh đã có cơ hội để đối mặt với khung thành của thủ môn đối phương, tuy nhiên thì họ lại chưa thể giải mã được cầu ghi bàn ở trong kéo này. Và bây giờ thì cầu thủ đội bóng Doanh nghiệp trẻ Thanh Nam có sự thay đổi. Cầu thủ rời sân đó chính là cầu thủ mang áo số 15 Thanh Dương, vào theo anh là cầu thủ mang áo số 11 Đỗ Thắng. Dường như ban luyện của đội bóng Doanh nghiệp trẻ Thanh Nam cũng đã thấy được điểm yếu bên phần sân của đối thủ, và đây là thời điểm mà họ từng rút thắng vào sân. Không được. Và cầu thủ của đội bóng Lokomotiv có sự thay đổi người. Tuấn Anh rời sân vào thay cho cầu thủ này, đó chính là Nhật Đức. Giải pháp tấn công với những cơ hội mà cầu thủ của đội bóng Lokomotiv đang thể hiện chưa đủ để cho họ có bàn thắng. Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đang có một trận đấu đầy cố gắng. Vậy là đã có những cơ hội. Bàn thành vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng của không, đã bị phạm lỗi. Chính xác là như vậy. Không có chiếc thẻ nào được rút ra. Bàn thành đã có một hướng phát động tấn công và sau đó thì anh đã bị phạm lỗi. Các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Doanh nghiệp trẻ Việt Nam vừa rồi cho rằng họ có quyền được hưởng một tình huống lợi thế, nhưng đội trọng tài đã nói không, quyết định đã được đưa ra. Thì đến điểm này thì công tác trọng tài của dòng đá siêu phủi cũng như hàng thiết phủi vẫn được đánh giá cao, và đó chính là cơ sở để cho những giải đấu lớn có thể diễn ra thành công. Các đội bóng thi đấu một cách cống hiến và hết mình, và ban tổ chức cũng như đội trọng tài đang duy trì và phát huy sự công tâm để đem đến một môi trường bóng đá trong sạch tại sân chơi của bóng đá phủi Thanh Hà. Và chính ở trong trận đấu này đó chính là các ông trọng tài Nguyễn Xuân Minh và Nguyễn Huy Đình. Nếu như ông Nguyễn Xuân Minh là cầu thủ vang bóng một thời của bóng đá Nam Định trước đây, thì ông Nguyễn Huy Đình lại là một trong những cây đại thụ trên sân phủ. Tuấn Anh tiếp công cho các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv. Đẳng cấp đã được lên tiếng. Một lần nữa ở trong nhà bay, Tuấn Anh đã cho thấy được dấu ấn của anh sau một pha bóng quyết định. Đây là trận đấu và Tuấn Anh có lẽ sẽ trở thành một trận ngôi sao sáng nhất trong đội tấn công của Lokomotiv. Trong hoàn cảnh mà Lokomotiv đã và đang gặp phải sự bế tắc, bàn thắng vừa rồi dường như sẽ cứu rỗi cho lối chơi và thay thế của đội bóng này tại vòng đấu thứ năm của giải. Và đội bóng Doanh nghiệp trẻ Thanh Nam có sự thay đổi người. Cầu thủ rời sân là Văn Anh, vào thay là Viết Thắng. Còn phải có những pha phối hợp tấn công tốt hơn nữa mới có thể giúp cho các cầu thủ đội bóng Doanh nghiệp trẻ Thanh Nam tìm kiếm được một điểm mở trong trận đấu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi như cầu thủ của đội bóng đội bóng tít cũng như câu lạc bộ đá doanh nghiệp trẻ Thành Long vẫn đang lựa chọn đội đá rất tốt. Và bây giờ tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ của đội bóng FC đội bóng tít. Và một lần nữa thì đội bóng tít đã có được pha xử lý sau một tình huống cũng chưa nói là nhạy cảm. Điều đó cho thấy là cầu thủ của đội bóng Quân Vũ đang tỏ ra rất mạnh ở trong những pha xa xê đá phạt. Như thế đó chính là tình huống quyết định. Trong ngày này thì Hoàng Nam đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn. Dẫn đầu danh sách ghi bàn tại sân chơi của dòng đá hạng nhất phủi ở thời điểm hiện tại đó chính là Dương Thanh Tùng của công ty cổ phần xây dựng ICC Nam Định. Dương Thanh Tùng đã có được 13 bàn, trong đó có 6 bàn được anh tạo dựng trong chiến thắng hủy diệt với tỷ số 11-4 mà đội bóng này đã tạo ra trước cầu thủ của đội bóng nhà Dương Thanh Tùng Hoàng Duyên.